đột nhiên lý vân tiêu cổ quái nói nếu như người phệ hồn tông ở nơi này chắc chắn sẽ nổi điên lên sắc mặt của mọi người cũng biến thành cổ quái nhiều hồn phách thần cảnh như vậy người phệ hồn tông không nổi giận mới là lạ nghĩ đến bộ dáng đám điên kia nổi giận không biết sẽ tức cười thế nào tuy nội tâm vẫn còn sợ hãi nhưng đã giảm đi rất nhiều bắc quyền cổn nam nói tuy là hồn phách của thần cảnh nhưng có trời mới biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi ta thấy tu vị của chúng còn chưa đạt tới siêu phàm nhập thánh thậm chí có một ít còn kém võ đạo đỉnh phong. Ai, đúng thế. Trong mắt đằng quang mang theo vài phần thất vọng, dường như buông tha suy nghĩ khác, nói. Về phần tại sao lại có nhiều như vậy, để ta giải thích, luân hồi đại chuyển bàn này thật ra là một kiện siêu phẩm trận khí, nó bắt trước luân hồi. Nhưng luân hồi quy tắc chi lực phiêu hốt bất định, khó có thể nắm bắt, đừng nói là một kiện huyền khí, cho dù là ngàn vạn trận khó sợ rằng cũng khó thực hiện được. Lê Trật nói, ta hiểu rồi, những công tào này là người bày trận. Cường giả lúc trước luyện chế siêu phẩm trận khí này thật sự không cách nào dựa vào bản thân huyền khí bản tạo ra luân hồi chi lực, cuối cùng vẫn phải bố trí 33 người để kết trận. Đăng Quang nói, đúng là như thế, tộc của ngươi có sâu xa với quỷ vương, hơn nữa tổ tiên của ngươi cũng chiến thắng, sau đó ký kết khế ước triệu hoán, vậy có ghi lại cách phá trận khí này hay không? Lê cười khổ nói, đúng là có đề cập qua một ít pháp môn, nhưng hiện tại thiên địa biến hóa quá lớn, rất nhiều thập giai thần kỹ biến mất, mặc dù có cũng không có khả năng học được. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ta nhớ trong ghi chép của tổ tiên, tiểu chuẩn luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục, nó có thần thông luân hồi giống như đại chuyển bà này. Mà diệu pháp linh mục tu luyện tới cực điểm có thể trực tiếp xuyên qua luân hồi, nhìn thấy quá khứ của người ta, thậm chí đoán được tương lai, cũng có luân hồi chi lực, có thể nhìn ra tất cả sơ hở của pháp tướng. Mọi người đều giật mình, Ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt mang theo các loại thần sắc khác nhau, không ít là hâm mộ ghen ghét và thù hận. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Hắc hắc, tu luyện đến cực điểm cũng không thể tìm hiểu thập phương quy tắc, làm sao có thể đạt đến mức tận cùng. Diệu pháp linh mục này có 5 cảnh giới, bản thiếu gia hiện tại chỉ có thể đạt tới tầng 2 đỉnh phong, hơn nữa là giới cơ duyên xảo hợp mới có thành tựu này. Muốn bước vào tầng thứ 5, trừ phi thiên đạo biến hóa, ngàn vạn quy tắc xuất hiện trùng lập mới được." Hắn nói tuyệt không khoa trương, Mục Trinh không có đại cơ duyên, chỉ có thể áp dụng tự phế hai mắt. Dùng phương thức cực đoan thay bằng thiên địa dị vật cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới đầu tiên, hơn nữa là không có khả năng tinh tiến. Bản thân Lý Vân Tiêu là năng lực giả có đồng thuật rất mạnh, tăng thêm Nguyệt Đồng cũng là đồng thuật mạnh nhất bao nhiêu năm rồi. Cả hai kết hợp, còn có máu thủy tiên hải hoàng, lúc này mới tu luyện tới cảnh giới thứ hai, về phần cảnh giới cao hơn, hắn không dám nghĩ tiếp. Lê hơi thất vọng, nói, không có trí cao diệu pháp linh mục, như vậy không thể nhìn thấu nhược điểm của nó rồi, trừ phi, trừ phi. Đột nhiên sắc mặt của nàng đại hỉ, lập tức hưng phấn kêu lên. Ta nhớ tới còn có một biện pháp có thể khắc chế thứ này. Phanh. Đột nhiên thân thể lê bay ra xa xa, miệng phun máu tươi, thân thể sắc mặt trắng bệch ngã xuống mặt đất. Vào lúc nàng ngã xuống, một gã công tào lạnh nhạt nhìn qua, một tay hóa trưởng, chính là nó ra tay, sắc mặt của nó tái nhợt dọa người. Lý Vân Tiêu biến sắc, lực lượng công tào này không có gì mạnh, chỉ đặt cửu tinh trung giai võ đế, nhưng có thể dùng một trưởng đánh bay Lê, hơn nữa còn đánh trọng thương. Lê trước đó có tổn thương trên người, nhưng nguyên nhân càng lớn là bị luân hồi chi lực áp chế, một nửa thực lực cũng không dùng ra được. Thời điểm tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, sắc mặt lập tức đại biến, mặt tím như gan heo, khó coi tới cực điểm. Cửu Lê, ngươi nói quá nhiều. Quỷ vương đứng ở xa xa, trong mắt mang theo hàn quang bức người. Thân ảnh của hắn không lớn như lúc trước, dung mạo có một ít biến hóa, trên đầu có hai sừng như linh dương, thông thấu như ngọc, mặt ngoài thân thể bành trướng giống như mang theo áo giáp, như lại tương liên với da thịt. Trong nội tâm mọi người dùng mình, chỉ không chú ý một chút, dường như quỷ vương đã trở nên cường đại hơn rồi. Ngay cả Long Thiên Miểu đang chữa thương điều tức không xa, sắc mặt càng ngương trọng, âm trầm lợi hại. Lê, ngươi không sao chớ. Dực bay qua một chút, nhìn qua Lê đang té trên đất, hỏi thăm một câu. Sắc mặt của Lê tái nhợt, miệng đầy máu tươi, hé miệng thì thào mấy âm tiết, lại đứt quãng, hoàn toàn không nói được gì. Thương nói, Lê không cần nói đâu, hảo hảo chấn áp thương thế. Mặc dù không có con đường tiền nhân, chúng ta cũng có thể mở ra con đường mới chém giết quỷ vương này. Trong mắt của hắn mang theo hàn khí. Hắn sớm không vừa mắt quỷ vương hung hăng càng quấy rồi, đáng hận thương thế quá nặng, nếu như cưỡng ép thi triển hồn thiên nghi, sợ rằng không thể tan vỡ, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra thần thái nhàn nhã, ung dung nói. Đã bao lâu chưa dùng bộ dáng này, bổn vương cũng quên rồi, các ngươi đã bức ta tới mức độ như vậy, cũng đủ kiêu ngạo. Về phần chống lại ta, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lê cố gắng hé miệng nói vài âm tiết, vẫn không nói nên lời, cuối cùng buông tha. Dực vội hỏi. Nghe thương đại nhân nói, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, tất cả giao cho chúng ta. Hắn ôm lấy lê, hai cánh mở ra, bay vào trong yêu tộc. Hắn xuất ra một ít đan dược cho nàng ăn, hắn bắt đầu hộ pháp. Cảm giác áp lực khó nói nên lời, còn có cảm giác tai vạ đến nơi, cảm giác này bao phủ trái tim mọi người, sắc mặt mỗi người âm trầm. Vi Thanh nói, Ngọc Công Tử có thể suy tính ra cái gì không? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, nói, dưới chân áp của luân hồi chi lực, không tính ra cái gì cả. Ừ. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, dường như cực kỳ bất mãn. Còn có bộ dáng chuyện lớn tính toán không ra, việc nhỏ tính ra. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói: Thuật bói toán các loại hạn chế quá nhiều. Nếu như có thể tùy ý biết trước tương lai, cái kia chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch? Nhưng mà mọi người không cần lo lắng quá mức. Ta trước đó đã suy tính qua, tuy kết quả cuối cùng không có đoán trước, nhưng tổng thể là kết quả hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Ha 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 thật sự là bản lĩnh quá nát, nếu ngươi bày quầy bói toán, bổn vương nhất định sẽ nện chiêu bài của ngươi. Quỷ vương nhịn không được cười ha hả, bộ dáng rất càn quấy, hắn sắp cười ra nước mắt, hung dữ nói. Kết cục bổn vương nói cho các ngươi biết, tất cả mọi người phải chết, không có kẻ nào còn sống cả. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ập vào mặt, sắc khí đậm đặc như có như không, nội tâm của mọi người dùng mình, sắc mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, giờ phút này mới là trạng thái trung cực của ngươi sao. Tất cả mọi người chóng mặt, trên mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy sắp cười to lên. Nhưng loại tình thế này không ai cười nổi. Cái gì? Quỷ vương giận tím mặt, hai tay chỉ vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Thải hồng thạch và mảnh vỡ đạo quả mảnh vỡ đang nằm trong tay của ngươi, bổn vương nhớ rõ, đợi tí nữa lột ra ngươi sau. Cái gì? Thải hồng thạch. Đột nhiên thân thể kỳ thắng phong chấn động mạnh, kinh sợ nhìn chầm chầm vào Lý Vân Tiêu, trầm giọng quát. Trong tay ngươi có thải hồng thạch. Những người còn lại không có bao nhiêu người biết thải hồng thạch, nhưng giờ phút này mọi người vẫn suy đoán đôi chút. Chữ khả vi đứng trong đám người, nghe ba chữ thải hồng thạch thì thân ảnh chấn động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Vi Thanh cũng nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu, chỉ cảm thấy thiếu niên này có bí mật quá kinh người, nhưng trong đầu cũng có suy nghĩ, lập tức bình thường, trên mặt đầy u sầu. Mặc dù cường đại như hắn, giờ phút này lực lượng cũng bị áp chế 7-8 phần 10, chỉ còn 2-3 phần thực lực cũng chẳng dùng được gì, đừng nói đấu quỷ vương, cho dù là một ít công tào còn chẳng thắng được. Lý Vân Tiêu lườm kỳ thắng phong, nói, có thải hồng thạch, liên quan gì tới ngươi sao? Ngươi, ngươi, vì sao không nói sớm có ta biết? Hai mắt kỳ thắng phong như nổ tung, lửa giận bắn ra ngoài, nếu không phải nơi đây tình thế đặc biệt, sợ rằng hắn đã sớm xông lên giết người đoạt thạch. Trong mắt bạc vũ kình cũng mang theo vẻ khiếp sợ, sắc mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là cái gì của ta? Ngươi ngươi, đáng chết a, à, lão phu thực hối hận lúc ấy không lột ra ngươi ra. Kỳ Thắng Phong kêu lên không dứt, tầm quan trọng của thải hồng thạch, hắn không cần nói cũng rõ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, có bản lĩnh đi mà lột ra quỷ vương kìa nếu không thải hồng thạch trong tay của ta, hơn phân nửa là hắn đoạt đi. Vi Thanh cũng nói ra, Kỳ Thắng Phong đại nhân, giờ phút này mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới đúng không nên hao tổn chiến lực của mình. Sau khi Long Thiên Miểu chiến bại, giờ phút này có thể không bị luân hồi chi lực áp chế, cũng chỉ có kỳ thắng phong mà thôi, cho nên Vi Thanh hiện tại vô cùng xem trọng hắn. Hừ, sắc mặt kỳ thắng phong âm trầm bất mãn, hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lúc này mới tạm thời bỏ qua. Cái gì? Kỳ thắng phong? Không ít người nghe cái tên này thì giật mình, nhao nhao nghị luận. Các ánh mắt nhìn từ xa xa mang theo kinh hãi chữ khả vân cả kinh nói dĩ nhiên là hắn chuyện này điều này sao có thể chữ khả vi nói khó trách ta nói hóa thần hải vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật số má như thế đây là sắp thiên hạ đại loạn sao nhưng mà thành hồng nguyệt luân phiên biến hóa cũng chỉ là bắt đầu mà thôi sắc mặt chữ khả vân trầm trọng im lặng không nói thiên võ giới mấy chục năm qua xảy ra chuyện cũng không có nhiều bằng hôm nay thành hồng nguyệt biến đổi lớn thái hư đạo quả Chân Long Chi Huyết, Quỷ Tu La, yêu tộc Hồn Thiên nghi, Nặc Á Chi Chu, Quỷ Vương hiện thế, Kỳ Thắng Phong. Mỗi một chuyện đều là đại sự thiên hạ khiếp sợ, giờ phút này cùng phát sinh ra, thần kinh bị kích thích chết lặng. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ yên sắc mặt ngương trọng, lộ ra thần thái trầm trọng. Một khi thân phận Kỳ Thắng Phong lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn đã hiển lộ thực lực trước mặt mọi người, muốn lại che giấu thân phận của mình cũng không thể nào. Đồng tâm hiệp lực khặc 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 hẳn là các ngươi định dãy dụ sao quỷ vương cười rộ lên duỗi đầu lưỡi đỏ như máu ra cuốn về phía trước vung vẩy thêm vài lần trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng nói trừ cửu lê ra tất cả đều giết tuy hắn dùng toàn lực hàng lâm nhưng mà vẫn liên hệ khế ước với lê nếu giết lê đây là tình thế cực kỳ nghiêm trọng nó sẽ thừa nhận cắn trả to lớn hai mắt 33 công tào sáng lên lập tức ra tay phóng thẳng vào đám người lúc này hào quang chớp động oanh, trong đó một công tào đánh xuống, đám người co đầu rút cổ ở nơi hẻo lánh chết một đống lớn, huyết nhục bay tứ tung. A à, chạy mau. Chạy đi đâu? Trời ạ. Mặt đất lớn như thế, bên ngoài hư vô mờ mịt, rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút võ giả cắn răng một cái, dù sao lưu lại cũng là chết, không bằng thử xem, nhảy vào trong hư vô kia, phanh một tiếng nổ thành huyết vụ mà chết, huyết nhục sau đó hóa thành hư vô vô số tiếng hít khí lạnh vang lên, những người chuẩn bị nhảy sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau. Đám người lúc này rất rối loạn, ở trên địa chuyển bàn này, tiếng chửi bậy vang lên không dứt. 33 công tàu chính là cỗ máy giết người, tốc độ của chúng cực nhanh, mỗi một chiêu của chúng giáng xuống, chết tổn thương thảm trọng. Chữ Khả Vi trầm giọng nói, ra tay, đã thời điểm này, không thể đứng nhìn được nữa. Tuy hắn không thể tổn hại, lại bị luân hồi chi lực áp chế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kim quang trong tay lóe lên. Phanh, lưu quang bay ra chém bay một tên công tào, hào quang chấn động không thể phá vỡ. Sắc mặt công tào vẫn chất phác, nó tiến lên phía trước, giơ tay đánh xuống. Sắc mặt chữ khả vi trầm xuống, chiến thương đảo quanh, kim quang bức người bảo hộ thân thể của hắn. Phanh, công tào xuất ra một trường, lưu quang bay múa, phù văn ẩn hiện. Chữ khả vi lùi lại vài bước, mũi chân dẫm mạnh xuống đất mới đứng vững trước trùng kích, nhe răng cười nói. Cũng gì hơn thế này, tiếp một chiêu của ta. Ông ông ông. Chiến thương tỏa ra kim quang vô tận, dưới áp chế của công tào, mấy đạo hàn quang chém tới. Phanh. Công tào bị đánh lui vài bước, chiến thương của chữ khả vi chuyển động, truy kích từ trên xuống, trực tiếp đâm vào ngực đối phương, đâm xuyên qua thân thể. Cái gì? Đó là... Mọi người đều giật mình, bị dư âm chiến đấu ảnh hưởng nên lui ra xa, hơn nữa lần đầu tiên thấy có người kích thương công tào, lúc này các ánh mắt đều nhìn qua bên này. Ồ, ngư long hỗn tạp, không thể ngờ trong đám tạp chủng còn có kẻ như ngươi. Ánh mắt quỷ vương đầy kinh ngạc, sau đó lại mỉa mai. À, hắn là. Tất cả cao thủ đều chấn động, tuy chữ khả vi mặc áo bào trắng, nhưng chiến thương của hắn màu máu, còn có khí thế kinh thiên, căn bản không có khả năng giấu giếm tai mắt mọi người. Vi Thanh lúc này tức giận sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi thật cứu sống hắn ngươi muốn đối nghịch với bổn tọa sao vào lúc này trong thần thái giật mình kinh hãi của nhiều người chữ khả vi lúc trước bị hắn giết chết đó là sự thật chắc chắn chẳng lẽ trên đời này có thuật khởi tử hồi sinh hay sao vi thanh cũng khó có thể tiếp nhận chữ khả vi chính là người hắn giết chết lúc ấy tuyệt đối là chết không thể nghi ngờ làm sao có thể phục sinh nghĩ đến đây trong hoàn cảnh hỗn loạn này hắn thậm chí có chút ít ngây dại đoan mộc hữu ngọc nhìn thấy hắn thất thần vội nói Vi Thanh đại nhân, chữ khả vi còn sống ít nhất có lợi cho chúng ta. Nên nghĩ biện pháp phá vỡ không gian huyền khí này đi, chúng ta nên hợp lực ngăn cản 33 công tàu chém giết mới tốt. Vi Thanh lúc này hồi phục tinh thần lại, lập tức phát hiện có hai công tàu đang lao về phía hắn, một người một tay hóa trưởng, một người điểm ra một chỉ. Lực lượng của chúng cũng không tính là mạnh, chỉ là cửu tinh đỉnh phong bình thường, chỉ sợ là vừa nhập môn như Trấn Thiên Vũ. Nhưng thân ảnh hắn khẽ động, lực lượng minh mông áp xuống, luân hồi chi lực xuyên qua các lỗ chân lông, mười thành lực lượng cũng bị áp chế một nửa. Sắc mặt Vi Thanh đột biến, hắn tăng cao nguyên lực, giang sơn như họa mở ra trước mặt, hóa thành bình chướng ngăn cản trước người. Phanh, một trưởng một chỉ đánh lên kim quang này, âm thanh trầm đục sinh ra, sau khi rung động vài cái liền lui trở về. Trong nội tâm Vi Thanh hoảng hốt, không chỉ mọi người bị luân hồi lực áp chế, ngay cả huyền khí cũng bị luân hồi đại chuyển bàn ngăn chặn. Giang Sơn như họa bay trở về, Hai gã công tào Liên Hủ chi lực đột nhiên oanh đến, hắn bắt lấy quyển trục, hoành ngăn lại đi. Phanh. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, thân thể bị đánh lui ra sau 10 trượng mới dừng lại, trên trán gân xanh lộ ra, mồ hôi lạnh rậm rạp. Vi Thanh cảm thấy nội tâm vô cùng biệt khuất, bị hai gã võ đế đỉnh phong áp chế. Những người còn lại ứng phó mệt mỏi, bị công tào đánh căn bản không có sức hoàn thủ, vài tên siêu phàm nhập thánh còn có thể chống lại, còn lại chỉ bị đánh luân hồi đại chuyển bàn áp chế tất cả, không ai thoát khỏi. Ngược lại quỷ tu la thành lại là lực lượng kháng cự trung kiên, long huyết bán thành phẩm mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản luân hồi chi lực, nhưng bị áp chế nhỏ bé, tăng thêm bọn chúng có thân thể trung cực và bản tính không sợ chết, cho nên đánh ngang tay với công tào. Mọi người đừng trốn, trốn cũng không thoát, liên thủ với nhau mới tốt. Long thiên miểu hét lớn một tiếng, long uy chấn động cửu thiên, làm cho thiên địa run lên. Mọi người lập tức bị nhiệt huyết kích thích, dù sao trốn cũng là chết, không bằng giết sạch đám công tào này. Lập tức khí tức thô bạo và thù hận hiện ra trong đáy lòng mỗi người, mỗi người đều biểu lộ tư thái thấy chết không sờn, những người đang bỏ chạy cũng lao tới đám công tào. Long Thiên Miểu cũng lăng không đánh ra một chảo, cảm giác như thiên địa đang ẩn chứa trong một chảo này, một đám kiếm quang tách ra, lập tức chém vỡ một tên công tào. Hừ, trùng trăm chân chết vẫn còn cương, bổn vương tự mình tiễn các ngươi quy thiên. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, Thân thể lóe lên, Lăng Không chụp lấy Luân Hồi đao, chém thẳng xuống. Phanh! Long Thiên Miểu giơ kiếm nghênh tiếp, lập tức bị lực lượng to lớn đánh bay. Ở dưới luân hồi chi lực này, thân thể của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống, tay cầm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Đuôi rồng quấn quanh hông của hắn cũng tách ra, từng đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, vung mạnh qua như trường tiên, rung động sinh ra liên tục. Ha ha, đã tới mức vô kế khả thi rồi sao? Quỷ Vương cười lớn một tiếng năm ngón tay lăng không đánh tới một chảo một lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trên bầu trời áp xuống không cách nào nhúc nhích mảy may nội tâm long thiên miểu trong trầm xuống đối phương biến thân lần này lực lượng đã tăng lên cấp độ mới hoàn toàn áp chế chính mình chẳng lẽ đây là lực lượng thần cảnh sao trong lòng của hắn sinh ra suy nghĩ đáng sợ này chiến ý không ngừng tiêu tan hừ đã phát giác được tranh lệch sao quỷ vương cảm thụ được khí tức trên người của hắn biến hóa lại mỉa mai lạnh giọng nói. Bước bổn vương thi triển ra toàn bộ át chủ bài, tất nhiên ta sẽ suy yếu trong thời gian ngắn, nhưng mà khoản sổ sách này phải dùng mạng các ngươi hoàn lại. Trong mắt của hắn tỏa ra hào quang phát lạnh, năm ngón tay sắc bén như lưỡi đao, lại chảo một cái, suy một tiếng trực tiếp đâm vào đuôi rồng, máu tươi phun ra tung tóe. À, Long Thiên Miểu đau đớn toàn thân run rẩy, rốt cuộc không gánh được luân hồi đao chảm kích, hắn bị đánh bay ra ngoài, một vết đao dài hiện ra trước ngực, có thể nhìn thấy xương trắng bên dưới sắc mặt quỷ vương phát lạnh ánh đao lại hiện ra chảm xuống một đao phanh một đạo nhân ảnh xông đến đại kiếm chấn động ngọc long bay múa khí tức chấn động bao hàm âm dương ngăn cản một đao chém xuống thân thể kỳ thắng phong có ma vân bao phủ thi triển ba đầu sáu tay thần thái dữ tợn hắn cắn răng ngăn cản luân hồi đao một cánh tay cầm minh luân giơ lên chém xuống sau đó ngự thiên bảo bay ra long thiên miểu giờ phút này chính là trụ trống trời của mọi người nếu hắn sụp đổ, đừng nói lực lượng chống lại, ngay cả tâm lý của mọi người cũng bị đả kích nặng nề. Hừ, ngươi cũng là cọng rơm hơi cứng, giết ngươi trước cũng được. Quỷ vương nhớ mày, hắn nhe răng cười, đao mang chém thẳng tới trước. Phốc, kỳ thắng phong toàn lực chống cự, hắn phun ra một ngụm máu, ma vân không ngùng bao phủ thân thể, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản đao mang. Đúng là phải chết ở đây rồi. Nội tâm của mọi người phát lạnh, từ đầu đến cuối, Bọn họ chưa bao giờ có suy nghĩ như thế này. Dù sao nhân vật mà cả thiên võ giới đều biết đang tụ tập ở đây, bảy đại tông chủ, thập đại võ đế, còn có người của hai đại thánh địa, nếu nói lực lượng mạnh mẽ như thế toàn quân bị diệt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng khi Long Thiên Miểu bị phế, Kỳ Thắng Phong sắp chết, Vi Thanh cũng gánh không được hai gã công tào liên thủ, cao thủ khác không tiếp được một chiêu đã chết, ý niệm toàn quân bị diệt lan tràn trong đầu của mọi người. Sắc mặt Đoan Mộc Thương trắng bệch, nói. Ca, chẳng lẽ trước kia chúng ta tính toán sai, mọi người lại sẽ là như vậy kết cục. Thần thái đoan mộc hữu ngọc ngưng trọng, nói. Không nhìn thấy một tia hy vọng chạy trốn, cả đại chuyển bàn này là một hồi giết chóc, khắp nơi là khí tức tử vong, sinh lộ ở nơi nào. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trên người xuất hiện kim quang, từng ngọc ký bay lên, lang không hiện ra. Đoan mộc thương cả kinh nói. Ta, ngươi, đoan mục hữu ngọc trầm giọng nói chờ ta thi triển thiên thần giám chi thuật đánh giá thiên cơ đã. Đoan Mộc Thương đang muốn ngăn cản, đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, quyền phong đánh tới. Ngọc ký kia bị áp xuống, sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc đại biến, đồng thời hàn ngọc xích bay lên. Phanh. Ngọc xích đánh vào cánh tay công tào, chỉ vị áp lui vài phần, quyền kinh của đối phương đánh tới bị ngọc xích chấn bay. Ngọc ký trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc sinh ra rất nhiều phù văn, đều nghiền nát. Sắc mặt của hắn đột biến, vẻ mặt đầy lửa giận. Đoan Mộc thường nói. Ca, đừng bói. Kết cục như thế nào, đã không cần phải biết rõ, trước giết đám công tào nói sau. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc nặng nề, nói. Những vật này giết không chết, ngươi có chú ý hay không? Hai công tử vừa rồi bị Long Thiên Miểu đánh chết đã sống lại lần nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đang liều mạng chém giết, cũng không lưu ý việc này. Nghe Đoan Mộc Hữu Ngọc nói thế thì ánh mắt quét qua chung quanh, lúc này hít một hơi khí lạnh, quả nhiên vẫn là 33 công tào mẹ kiếp làm sao mà đánh đừng nói là võ giả thực lực yếu kém cho dù là cửu tinh võ đế siêu phàm nhập thánh cũng cảm thấy nội tâm mát lạnh lý vân tiêu trầm giọng nói những thứ này sợ là vô cùng vô tận chỉ cần luân hồi đại truyền bàn vẫn còn chúng sẽ vĩnh sinh bất tử xem ra mấu chốt đột phá vẫn lờ a o. quỷ vương phải đánh chết hắn huyền hoa cười khổ nói nói thật nhẹ nhàng người nào không biết phải giết quỷ vương ngươi thử đi lý vân tiêu nhìn hắn một cái nói ta thử thì thử hắn tay giơ lên hào quang bốn màu hiện ra đâu xuất thiên phong xuất hiện huyền hoa sững sờ hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi không thể ngờ lý vân tiêu lại thật sự ra tay nhưng bằng vào chút lực lượng yếu ớt đó sợ rằng chưa tới gần quỷ vương ba thước đã bị ngăn cản rồi thần dịch lực lưu chuyển cũng không bị luân hồi chi lực áp chế từng đạo hào quang chấn động bay ra mọi người đều cả kinh nhìn qua lực lượng mênh mông này tuy cũng không biết nó cường đại thế nào, nhưng mà lại cảm giác được lực lượng thần thánh. Đây là lực lượng gì? Huyền hoa cả kinh, trên mặt đầy dị sắc. Đồng tử đoan mục hữu ngọc đột nhiên co lại, hoảng sợ nói. Thần dịch lực, ầm ầm, lời này vừa ra, người nơi này xôn xao, thần thái vô cùng kinh ngạc. Trên cửu thiên võ đế chỉ có thập phương thần cảnh mới có thể cô động thần dịch lực, đại biểu cho lực lượng trí cương trong thiên địa. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, là vì trong thiên địa cao nhất chỉ còn lại có cửu giai quy tắc, vạn vật đều đối quy tắc. Mà giờ phút này luân hồi đã vượt ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành, đế khí hoàn toàn bị áp chế không ngừng đầu nổi. Trên người tiểu tử này có bao nhiêu bí mật? Vi thanh xanh mặt, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này có thể còn sống rời khỏi, nhất định phải mang Lý Vân Tiêu về thánh vực cắt miếng nghiên cứu. Một tên công tào đối diện sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ mở năm ngón tay sau đó sông lên một phương không gian lập tức bị áp xúc. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngân quang lóe lên, một thân ảnh to lớn xuất hiện lao về phía công tàu này. Phanh, thân hình công tàu chấn động, bay ngược trở về. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, nhìn qua ngân quang kia. Ùm, ụ bò, bò. Ngân quang kia có tiếng bò giống vang lên, dần dần hóa thành một đầu bò, trên thân thể tỏa ra phù văn, uy phong lẫm lẫm. Đoan mộc thương cả kinh, thất thành nói, thứ này đã bị ngươi thu phục. Ngày đó ở lưỡng giới sơn trong huyền vũ tinh cung, nàng là người trải qua, sau khi nhìn thấy đầu châu này, ánh mắt của nàng kinh hỉ. Đầu châu này là thần khôi, dùng tài liệu thập giai và quy tắc thần cảnh chế tạo mà thành. Mặc dù đã bị luân hồi chi lực áp chế cũng nhỏ nhất, từ cú sông tới của nó vừa rồi mà nhìn, ít nhất áp chế một công tào thì vấn đề không lớn. Đầu châu này vừa hiện thân, liền đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, trong miệng phát ra tiếng ủng ụng bò, ò, ờ, ùm, ụng bò, ò, ờ, không ngừng đạp bốn vó, từng gợn sóng xuất hiện dưới chân của nó. Liễu Phỉ Yên sững sờ một chút, nói: Đầu trâu như thế, lợi hại như vậy, những năm này hắn tìm mấy thứ gì đó càng trở nên khó có thể phỏng đoán hơn trước. Huyền Hoa hừ lạnh nói: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bên cạnh hắn có không ít đồ cổ quái, người cũng cổ quái không kém. Liễu Phỉ Yên ung dung nói. Ngươi trước kia cả ngày cũng ở bên cạnh hắn mà. Huyền hoa. Đầu trâu này đánh lui một công tàu, lập tức mấy đạo quang mang ngang trời đánh tới. Những công tàu này dường như tâm ý tương thông, thoáng một phát liền tăng đến bốn gã, liên thủ hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Ùm, ừ, ụ bò, bò. Đầu bò này ngẩng đầu lên, bàn chân đạp mạnh, lập tức vô số ánh sáng màu xanh bay vụt răng khắp nơi, hóa thành lưới rậm rạp bao phủ bầu trời. Cái gì? Không chỉ có mọi người kinh hãi, ngay cả quỷ vương cũng giật mình, ngưng mắt nhìn qua lưới đầy trời kia, có một số đang bay về phía hắn, có cảm giác trói buộc hiện ra. Hừ, quỷ vương cười lạnh một tiếng, nói: làm cho cười cho người trong nghề. Trong mắt của hắn có hào quang hiện ra, trên đại chuyển bàn bắn ra vô số phù quang, trong khoảng khắc chém vỡ tấm lưới. Phốc, kỳ thắng phong bị luân hồi đau của hắn áp chế đổ máu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán niệm. Hừ, kẻ yếu à, cũng chỉ có vận mệnh bị tàn sát ta có thể cảm nhận được đặc thù trên thân thể của ngươi, còn có lực lượng cực kỳ cổ quái. Ngoan ngoãn làm thịt cá đi, giúp ta no bụng không tốt hay sao? Quỷ vương rũi cái lưới màu đỏ của nó ra, sau đó thẻ lưỡi ra liến kỳ thắng phong. Mùi máu tanh và kích thích huyết khí nồng đậm, tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng làm cho Long Thiên Miểu đang dưỡng thương. Toàn thân run rẩy không dứt, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, thầm nghĩ cho dù tự bạo chết đi cũng không muốn bị thứ này ăn tươi. Trời ạ, Sắc mặt Kỳ Thắng Phong lúc này biến thành trắng bệch, toàn thân dùng mình, sau đó run rẩy kịch liệt, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn phát ra tiếng nổ phanh rất nhỏ, quần áo của hắn như vỡ ra, lực lượng quỷ dị kích phát khắp toàn thân. Đột nhiên con ngươi của hắn trở nên đỏ bừng, cổ tay run lên, vô số phù văn sinh ra từ đại kiếm ngăn cản luân hồi đao. Cái gì? Cổ lực lượng này? Quỷ Vương kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi vẫn còn che giấu lực lượng? Làm sao có thể? Ừ. Kỳ Thắng Phong lúc này hừ lạnh không nói gì, dường như vượt qua thời không, làm cho người không rét mà run. Trên đại kiếm có lực lượng mạnh mẽ kích phát ra, phát ra vô số âm thanh vui sướng, không ít ngọc long bay ra, xoay tròn quanh đại kiếm, kiếm ý bắn thẳng ra ngoài. Long cong, trên luân hồi đao có vô số phù văn bay ra, nó không ngừng khuếch tán ra, không ngừng áp chế đại kiếm. Sắc mặt quỷ vương phát lạnh, quát. Không phải ngươi, ngươi là ai, trên người Kỳ Thắng Phong sinh ra biến hóa làm cho người ta chú ý tới, vẫn không rõ ràng lắm. Vốn nhân vật như vậy có thể sống tới bây giờ đã không cách nào tưởng tượng nổi, trên người hắn phát sinh biến hóa gì cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa bây giờ là lúc sắp chết, nếu có thể biến hóa sinh ra sinh cơ, đây là chuyện mọi người vui mừng muốn nhìn thấy. Chỉ có ánh mắt Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, bạc Vũ Kình là vô cùng chú ý, ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng co rụt lại, trái tim đang đập mạnh, cả kinh kêu to. A à, Huyền Hoa cả kinh, vội vàng xoay đầu lại, nói. Sao thế? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn thẳng qua kỳ thắng phong, trên mặt lấy làm kinh ngạc, trong lòng của hắn xuất hiện một suy đoán, chỉ là không thể xác nhận. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Lý Vân Tiêu ung dung thở dài. Nội tâm huyền hoa nội tâm chấn đông, quát. Sửu nhân tác quái, quả nhiên là ngữ khí cũng giống nhau. Trong mắt của hắn bắn ra dị sắc, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, trên mặt trừ kinh hỉ cực độ ra, còn có chờ mong vô tận. Trừ số ít mấy người ra, tất cả mọi người vẫn lộ ra thần thái hồ nghi, nhìn qua hai người bọn họ, suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày nói, đến lúc nào rồi, còn ngạc nhiên, chờ con sống ra ngoài rồi nói sau. Ha ha, huyền hoa cười ha ha, dường như tâm tình thập phần tốt, hắn lúc trước đã khẳng định thân phận Lý Vân Tiêu tới 9 phần, hiện tại biến thành 10 phần. Liễu Phỉ Yên cũng cười cười, Giống như tiên tử trong tranh, vẻ mặt câu có cũng giãn ra một ít. Vi Thanh thì vô cùng thất kinh, Lý Vân Tiêu cuột khởi trong mấy năm qua, làm sao quen biết hai phong hào võ đế trong nôi tâm của hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng chỉ cảm giác hoang đường và khó tin. Huyền Hoa nói, Ngươi vừa rồi rốt cuộc giật mình vì cái gì? Có thể làm ngươi thất thố như vậy, đúng là chuyện khó gặp đấy. Lý Vân Tiêu nói, Hiện tại không phải là nơi nói chuyện, trợ giúp ta một tay thân ảnh của hắn lóe lên, chỉ thấy một đạo lôi quang hiện ra, biến mất trên trời cao. trong nội tâm của tất cả mọi người dùng mình, có thể dưới luân hồi chi lực áp chế còn có thể thi triển độn thuật, quả nhiên là tu luyện thần dịch lực. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt quỷ vương, trong tay nâng đầu xuất thiên phong kích phát tới tận cùng, phù văn cổ xưa bay múa đầy trời. hắn lật tay phải vỗ xuống một cái, ngọn núi đột nhiên sinh ra kim sắc quang mang, hơn nữa sơn thể không ngừng biến lớn, lăng không nện xuống sắc mặt quỷ vương kinh sợ không thôi luân hồi đao trong tay áp chế kỳ thắng phong đột nhiên bay ngược về dường như có dấu hiệu sắp xoay người trên xuống có ngọn núi bốn màu áp xuống vừa nhìn thì thấy nó là huyền khí hạng nặng chuyên môn dùng oanh kích đâu xuất thiên phong còn cách hắn vài chục trượng liền cảm nhận được uy áp kinh thiên không gian trên người không ngừng nổ tung hừ hắn hừ lạnh như băng uy lực của huyền khí này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng dưới luân hồi đại chuyển bàn này trừ thánh khí không bị áp chế ra ngay cả cổ trần kiếm uy lực vô cùng sau khi kích phát ra cũng trở nên uể oải tuy kỳ thắng phong làm hắn cảm thấy quỷ dị lực lượng trên người bành trướng nhưng muốn lật bàn chỉ là si tâm vọng tưởng hắn hoàn toàn không đặt ngọn núi trên cao vào mắt khinh miệt cười lạnh một tiếng ngưng tụ nắm đấm đánh thẳng tới một đạo quyền uy xoay tròn quanh người của hắn sau đó đánh thẳng lên ẩm ẩm trong khoảnh khắc quyền ý vừa tiếp xúc đâu xuất thiên phong đã vỡ ra một ít uy lực kinh thiên không ngừng gia tốc hai tay lý vân tiêu bấm niệm pháp quyết hét lớn một tiếng một đạo ấn quyết lăng không bay đi vỗ vào sơn thể ầm ầm toàn thân quỷ vương đại chấn, thời điểm chưa kịp phản ứng đâu xuất thiên phong đã lao thẳng tới trước đùng đùng trên cánh tay có âm thanh nứt xương sinh ra sau đó tiếng ầm ầm vang lên thật lớn thân thể bị đâu xuất thiên phong đánh bay ra xa nội tâm của mọi người chấn động mạnh mẽ hoảng sợ nhìn qua ngọn núi bốn màu kia chỉ có bắc quyến cổ nam cùng đằng quang là tươi cười hiểu ý vật ấy vốn có thể hệ chi lực, cấu trúc thế giới ngũ hành chỉ một, trừ bản thân thiên đạo ra, không còn thứ gì có thể áp chế. Bác Quyến Cổ Nam tự nhiên biết rõ thứ này lợi hại, đàng quang đã trải qua một lần rồi, quỷ vương bị gãy xương tay và rơi xuống đất, không phấn thân toái cốt thì hắn đã quá lợi hại rồi. Đàng quang nghĩ vậy, nội tâm dùng mình, hắn mang theo oán niệm nhìn qua phía Lý Vân Tiêu. Quả nhiên, dưới đâu xuất thiên phong, thân thể quỷ vương xuất hiện khe hở, thân thể đã không thể bình thường được nữa đồng tử kỳ thắng phong co rụt lại lúc này nắm chắc cơ hội hét lớn một tiếng nói thánh quang ngọc long chạm cổ trần đại kiếm vô số ngọc long màu vàng bay ra đánh thẳng vào quỷ vương đang bị đâu xuất thiên phong áp chế long thiên miểu cũng bay lên cao cao chân long kiếm chém ra ngưng tụ một đạo ánh sáng chém tới thiên địa vô pháp tội hai người đều là thế hệ đa mưu túc trí tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội ra tay tuyệt hỏa như vậy hai đạo kiếm khí ngang trời giao nhau chém ra ầm ầm một đạo ánh sáng lóe lên tương đạo đau xuất thiên phong từ bốn phương tám hướng đánh lên trên mặt lý vân tiêu mang theo thần sắc cổ quái sơn thể kia bị hai kiếm thể ngăn cản quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết hắn lăng không một chảo lập tức thu lấy đâu xuất thiên phong trong ánh mắt kinh hãi của vô số người trong vô cùng lo lắng sắc mặt đằng quang trắng bệch khó coi không thể ngờ thứ kia uy năng như thế chính mình lúc trước suýt nữa xong rồi. Sau khi thu hồi đâu xuất thiên phong, chỉ thấy thân ảnh Quỷ Vương cô quát lại, trên người còn có hai vết kiếm đáng sợ, kiếm khí từ sau lưng nhập vào cơ thể. Thân thể của hắn rơi xuống đại truyền bàn, bước chân đứng không vững, không ngừng lui ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Còn chưa chết sao? Cả chàng diện có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát nói, đồng loạt ra tay giết hắn. Thân ảnh của hắn lóe lên, lại sử dụng đâu xuất thiên phong đánh qua. Đồng tử quỷ vương đột nhiên co lại, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, kẻ đần cũng biết thứ này lợi hại, không dám ngạnh kháng, thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm, đâu xuất thiên phong đánh lên mâm tròn, núi đá chấn động rung chuyển, mọi người đứng không vững. Kỳ thắng phong rút kiếm lóe lên, liền truy kích tới. Đột nhiên mấy đạo quang mang hiển hiện, mấy công tao ngăn cản trước người quỷ vương, tổng cộng 8 tên, liên thủ công kích kỳ thắng phong đi chết đi. Sắc mặt kỳ thắng phong phát lạnh, kiếm khí trùng thiên, vô số ngọc long chém tới. Dầm dầm rầm phanh. Những công tao kia có cửu tinh võ đế chi lực, không thể nào địch lại một kiếm của kỳ thắng phong. Hú chi hiện tại lực lượng của kỳ thắng phong tăng lên biên đột thật lớn, tám gã công tào lập tức nổ tung hóa thành từng đám khói xanh. Mọi người nhìn rõ quá trình trọng sinh của công tào, sau khi chết đi thì bị đại chuyển bàn hấp thu, sau đó phủ văn các nơi sáng lên, sau đó từ từ khôi phục chúng sau khi tiêu diệt tám tên công tào đám còn lại lao tới trước mặt quỷ vương mặt sắc mặt ngưng trọng có thể thấy được quỷ vương đã bị thương rất nặng không có nói chút nào trực tiếp ngồi xếp điều tức đại chuyển bàn xoay chuyển nhanh chóng tám gã công tào trọng sinh sống lại vây quanh quỷ vương tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn